Ơi, em từng có cặp rồi mà. Ơi, lâu nó đi với anh. Anh Dương nhỉ? Hai thôi nhỉ? Em không biết người còn lại đâu. Em có cô đơn. Thì thế không được đâu chị Hằng ạ. Hôm nay đừng có xúc nó xoay chị nữa không? Em không soi mà em đang quay, ok? Em nói lẩu với ngày ấy. Lẩu nào đâu? Không, đây nhá, mọi người thấy em không? Thì phải đá như vậy. Đồ nằm nướng đi, nằm bò nướng đi, em xóa ảnh cho. Thì cái này phải chủ, cái này đá, cái gì đá. Wow. Anh ơi, kéo hỏng bếp. Có chán đi, có chán với anh này. Xoay xoay. Dạ. Không chê mặt đâu.